Thế nó bị vui chứ lại xem lại nó mới thấy vai hay chứ. Nói mà thức mờ to quá quá. Hả? Cho thức mờ. Thức mờ. Thức mờ. Thế thức mờ. Hả? Tuyên, Tuyên. Thức mờ quá, mất. Quay đi rồi lắm. Vâng. Tối xem rồi lắm. Tối phải xem phấn khởi mà. Ấy nhỉ, nay vữa dẻo hôm nọ hay hôm nọ trưa rồi nó nắng nó khô. À xi măng mới à? À. Này đi, sắp xong rồi gì nhỉ? Hai ngày nữa là xây xong mấy. Kém nhà thờ có 10 phân đúng không ạ? Này vừa dẻo lên đấy ông Dương ạ. À. Mà có cái tay hắn có bí hắn bảo là bảo các bác thợ là nên xúc bằng xẻng đi. Đừng xúc bằng bay. Móng to như này nên xúc bằng xẻng đi. Hắn lên hắn bình luận hắn góp ý hắn bảo thế. Ừ. Vâng, xây nó rung lắm. Phải làm nhẹ nhàng, xúc bằng bay thôi. Cái gì là nó biết ngay. Ừ. Ở Đài Loan cơ mà. Biết tất rồi. Bên ta có cái gì quay lên. Ba. Điêu nào. Hỏi con làm cái xem đó. Chú là con nói sai mày. Đàn nước ngoài đấy ha. Thế quả. Ngầm đấy. Ba thằng. Thế thì chuẩn bị định cư rồi, nó đón anh chị sang đấy. Có rồi, chuẩn bị rất đi. Bà nó đón anh chị sang thôi thế. Có Tuyên à, cái chỗ Tuyên quay nó là thương mờ. Thương mờ. 50 ra 51. 50-51. Thương mờ lắm. Rồi, giờ tí mượn cái thước để đo luôn để cho anh em nó nhìn cho nó xác thực. Không phải bảo mình điêu nhỉ. Chú hạ đi. Đấy, quanh hạ đây rồi, chủ yếu quanh hạ cho bọn Tây nó xem mà. À đúng rồi. Tối về xem lại cũng hay ông Trương nhỉ. Buồn buồn lại ngồi. Các anh ấy vào bình luận, các anh bảo như này thì đốt tiền à. Nói thế chứ cái này nó còn chắc hơn cái bê tông nhỉ. Bê tông tuy thế nhưng mà nó chỉ được cái là hoành tráng mà thôi chứ còn. Ngày xưa nhiều những công trình lớn nó có bê tông, ngày xưa lấy đâu ra bê tông nhỉ. Đây rồi. Dạ. À, anh Minh ấy chào giòn lắm. Nay em thấy anh Minh đâu nhỉ? Đã xây tường to kiệt quá. Hài lắm. Năng xúc bằng chẻng rồi các bạn nhé. Xô đổ ra đổ vào mệt lắm nhỉ. 50 như cái đê này. Sao anh xúc chẻng thế? Có thằng nó bình luận nó bảo là mình góp ý là nên lấy chẻng để xúc. Các bác thợ nên lấy chẻng để xúc. Chẻng thật đấy. Nó thấy mình làm bằng chẻng rồi nó mới đảm bảo thế.
Không, cái video trước cơ. Ui, tiếng bay nó lên sáng sáng. Sao không có phải một người gõ đâu, mấy người gõ nó. À. Bay ông hội này chắc là bay miền Nam gửi ra sao nhỉ? Bay chính hãng miền Nam luôn. Con rẻ cá đầu tư. Bò đồng như kia cơ mà. Thôi. Mấy thằng làm vật liệu vậy có mà bay có mà xây. Vâng vâng. Bay miền Nam này biết là bay chất lượng này. 50.000 mà cách đây 5 năm rồi này. Anh em miền Nam xem thì vận chuyển cho ít bay về để xây đền ông Thánh nhá. Nó xây gạch đó hai bay lắm. 20 cái là đủ. Đó chỉ đủ 20 cái thôi. 20 cái có đủ không? 20 cái thôi. Được rồi, cứ làm công trình còn dài nhưng mà xây xong là phải chuyển đến bay chát. Đấy, thế thì căng nhỉ. Bay xây xong rồi đến bay chát. Ông bay xây của nó bay chuẩn của nó chặt gạch cái phen bẩn sao xây để vào tay nhỉ à tường nó nhem nhát rồi đấy gì tạ đi nhá. Đây, kiểm tra lại các bạn nhé, thông số chuẩn chưa nào? Kiểm tra cái lại thì à. Thường anh em xây đến bằng khẩu đấy. Ôi giời. Chuẩn như răng dây chuẩn rồi. Chuẩn như răng dây đúng là 50, 50 nhá. 50. Đấy chính xác 50 nhá. Đúng 50 luôn. À. Tường trên cũng thế đấy. Lên tới mái 11 mét cũng đến thế, cũng xây 50. Này dự tính là bao nhiêu vạn gạch không? Cái này thì nguyên phần bóng là tầm độ 2 phần rưỡi. Nguyên phần bóng là có 2 phần rưỡi. Mà ai sân bóng này mới xây bằng khẩu này, phần độ 2 phần rưỡi. Còn lên nữa thì cái này có đang chờ. Đang chờ về cái này là cái gạch này thì cái gạch kia vào cái này phải cái quyết định của cha. Nguyên móng lại 2 vạn rưỡi rồi. 2 vạn rưỡi. Thời tiết này sợ xây cũng sướng nhỉ. Yeah. Mùa kia mùa nóng kia là chỉ có ném bay đi về thôi, không xây đi. Nhờ cái này đổ ra lúc cái nó lại hút đi nhỉ. Gạch này phải tiếp nước liên tục à nhỉ. Thế là mùa này nó mùa hanh nó lại càng hút tận nhỉ. Bóc này. Xong có là giãn sang hai đầu, một đầu bên kia đầu bên này. Một cái 30 là cái đầu bên kia thôi biết không? À 500. Ơ thế sao bảo để ô để cho xe bên kia không? Ô kia gì? Hai à còn nhiều phết đấy nhỉ. Mấy cái cánh này đã xây được đâu đúng không? Cánh 30 thôi. Đấy thường sau đang thường chính này. Thường chính này là 500. Đây là tường chịu lực đấy. Tường cửa vào đây còn đây là cái sảnh. À bên này là chỉ có sảnh thôi, có hai cột thôi đúng không? Hai cột ngoài hiên đấy, còn là ngoài hiên. Nhưng bên này có cửa không không? Có cửa, à mấy cửa đấy. Nhưng bên này có cửa ra được không? Không có cửa, bên này hiên. À, hai bên là hai cái hiên thôi. Hiên. Ở trước là hiên, toàn bộ là hiên đất. Chỗ này là kê được bàn ghế này đúng không? Chỗ này không, bàn ghế kê này tổng giữa, chỗ này là kiểu nút đi. À. Đó. Chỗ này là kiểu nút đi, kê tổng giữa. Thì nó bị mỗi bên 10 ghế, mỗi ghế 3 chỗ, còn là 7. Là có 60 chỗ ngồi thôi. 60 chỗ ngồi ghế, còn là bao nhiêu là... Còn bao nhiêu đứng? Đông quá thì đứng. Cái dựa. Còn một đi. Chỉ có dãy giữa cái thôi. Dãy giữa thôi. Còn bốn thì chủ yếu là có phải đạt ở đông thì đứng xe đây 49-50 chỗ này. Đông thì cũng đến 3 con 29 như hôm nọ mình thi là cùng. Đấy. Ừ. Đá lại lúc giờ
ta lại ngồi tiếp thêm ghế. Người đứng người ngồi vậy. Người đứng người ngồi. Đi ra để chạy đi sang tầng này. Cứ đền bà cũng đê đi. Xong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.